Alo, chào bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm con game mà Nito Default Color. Đấy, thì như lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm cái dialog dialog để kết thúc game ấy. Thì phần này nâng cấp hơn một chút nhá. Đấy, thì như các bạn đã thấy này, thì cái con game Nito Default Color đây này, nó sẽ có một cái phần nó gọi là cái phần tiền. Tiền của người chơi. Đấy, ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ vào nhá, mình sẽ vào nhá. Đây, con game mình sẽ được như thế này. Đấy, và mình sẽ làm cho nó một cái phần hiển thị tiền như thế này. À, ok chưa? Thì trước khi mình thay đổi lại một chút xíu này, mình thay đổi lại một chút xíu. Cái con này, cái layout của thằng này là 100 dp, 100 dp. Xong tiếp đến nữa là một cái, đầu tiên là một cái để hiển thị cái phần con mèo nhảy, và một cái hiển thị kit view. Thì mình sẽ sửa lại một chút xíu nữa. Đó là mình sẽ cho cái git view kia của mình vào trong một cái layer layout with mapperon hay là mapperon. Đấy, graffiti cho nó thằng này mình sẽ để là center. Orientation ở đây thì mình sẽ để là vertical đi. Rồi, sau đấy mình đóng thẻ này. Mình tống vào trong này này. Và mình bỏ cái thuộc tính center của cái thằng này đi. Đấy. Thì lúc này khi mà chạy lên ấy thì cái phần này nó sẽ là phần hiển thị ở trên đầu, còn cái màu của mình sẽ được căn ra giữa. Đấy, thì như thế sẽ giống hơn. Các bạn chờ xíu nhé, nó đang build này. Nó được chưa? Rồi ok, nói chung là nó sẽ được như thế này. Đó, thì là cái phần này nó sẽ căn ở trên chốc tốp này. Đấy. Thì giờ mình sẽ thêm một cái vùng nữa là vùng để hiển thị cái tiền ở trên này. Đấy, ok chưa? Đấy, thì ở đây đầu tiên này mình sẽ cho nó, thì đầu tiên mình việc gì thì việc mình phải download một cái icon kiểu tiền về trước đã, đúng không? Đấy, coi 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 mình sẽ kiếm trên này một cái icon ở đấy nhá, một cái hình tiền ở đấy nhìn trông nó đẹp đẹp xíu cho nó giống. Nó không không mình không thể lấy giống hệt cái thằng cái con game game default Nintendo default color đây. Ok, mình sẽ lấy cái hình tiền này, tôi lấy cái này đi. Rồi mình sẽ download xuống, download xuống 128 pixel. Ok, xếp này. Đấy, sau đó thì mình sẽ tiến hành mình copy copy nó căn chân C, mình paste vào trong thư mục drawable. Đấy, paste vào trong này. Đấy, mình sẽ đặt tên nó là coin. Rồi nhá, sau sau đấy xong rồi thì ở đây mình sẽ cho nó một cái vùng, một cái layout khác. Width mình để là mapping hay mình sẽ cho nó là 80 dp đi. 80 dp có to quá không nhỉ? Rồi ok, đấy. 80 hơi to á. Rồi cho 70 60 thôi. Đấy ok. Và sau đấy xong thì mình sẽ cho thằng này có một cái margin led tầm 10 dp, à tầm 20 dp. Đấy. Margin right cũng là 20 dp. Đấy, để cho nó căn cái lề hai bên này, căn cái lề hai bên. Tiếp thế đấy xong trong này thì mình sẽ tạo ra một cái relative layout. Đấy, width mình để là warp, mới width mình cho nó 100 dp đi. Đấy, 100 dp. Hay mình cho nó là khoảng tầm 60 dp thôi. À, 50, 50, 50, 50 dp. Ừ. Rồi thì mình sẽ có một cái vùng ô này để hiển thị tiền. Mình cho nó thành 120. Đấy. Xong trong đấy mình sẽ có một cái image view. Đấy. Width mình để là 50 dp. Hay mình cho nó là mapperon. Cái src thì mình cho nó là thằng chính là cái thằng coin mình vừa download về. Đấy thì sẽ có một cái hiển thị tiền như này. Ok, thì thằng này ở đây mình thêm cho nó một cái thuộc tính nữa là graffiti. Thằng này mình sẽ để cho nó là center vertical. Đấy, để cho căn cái đồng tiền của mình ra giữa là cái thứ nhất. Một cái AI mình sẽ phải giảm thằng này xuống cho nó khoảng tầm 40 dp thôi. 40 có to quá không? À, cũng 40 thôi.
Đấy. Ok chưa? Đấy, thì đây là cái phần hiển thị tiền này. Đấy. Sau đấy xong thì mình ở dưới ở bên đây mình sẽ thêm cho nó cái thằng text view đấy. Width mình để là map parent, hay mình để là cho nó khoảng tầm 25 dp đi. 25 dp. Xuất. Đấy, thôi để copy để tiện cho các bạn thì mình sẽ tiến hành mình copy cái thằng text view này. Đấy, copy text view này. Mình lên trên này. Mình tạt nó vào đây, xong mình sẽ ngồi mình sửa lại một xíu. Đó, mình xóa cái TV này đi thành TV coin đấy. Width là mapping hay là 25 dp nhá, mình để là 25 dp nhá. Graffiti center center vertical center vertical, và mình sẽ suộc cho nó thêm, mình sẽ dọc cho nó thêm một cái thằng right để cho nó căn cái chữ của mình ra về phía bên phải này. Đấy, cỡ chữ hơi to. Đấy, mình xóa cái padding đi trước này. Rồi thì mình sẽ được như thế này. Đấy, nó vẫn chưa cân xứng lắm. Mình sẽ cho nó một cái padding, mình sẽ cho nó một cái thằng là center in parent, mình để là true. Đấy, thì sẽ căn ra giữa cái đồng tiền cho mình. Đấy, hợp lý chưa? Text size mình sẽ cho nó khoảng tầm 16 SP. Đấy, 16 SP. Đấy, sẽ thì nó được như này. Tiếp đến nữa nhé, như các bạn thấy ở trên này, này nó có một cái nền đúng không, nó có nền màu tím 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 nhạt, thì để tạo ra cái nền tím nhạt thì các bạn kích chuột phải trong này cho mình, kích chuột phải ở đây này, chọn new một cái draw resource file, mình sẽ tên là bg sheet trừ txv coin coin txv coin enter này. Rồi trong này thì mình sẽ tiến hành mình tạo ra một cái ô màu tím như này nhá. Mình sẽ chuyển thằng này thành sape. Đó. Tiếp đến nữa mình sẽ cho nó một cái thằng soli có cái color. Các bạn color, các bạn chờ mình xíu, mình sẽ lấy cái mã màu ấy ra. Lấy cái mã màu tím ra này. Đây, một mã màu tím đây. Đấy. Thì thằng này sẽ có cái color là như thế này. Đấy. Xong tiếp đến nữa để độ tạo độ cong cho cái hai cái viền ấy, thì mình sẽ dùng cái thuộc tính nữa là thuộc tính correct, có cái radius mình cho là 10 dp. Đó, đóng thẻ đấy thì mình sẽ cong được cái hai cái đầu này. Sau đó sang bên main activity nhá, cái thằng text view này các bạn chọn cho mình cái thằng background, các bạn set background mình bằng cái thằng bg txv coin kia đấy, thì nó sẽ ra được một cái hình như thế này. 25 dp à? Đây mình cho là 20 thôi, 20 dp, nhìn cho nó nhỏ nhỏ đấy. Cỡ chữ mình để nó khoảng tầm 14, 14 SP đấy. Và sau đó mình sẽ cho nó một cái padding right là 10 dp đấy, 10 dp đấy, thì nó sẽ căn được ra như thế này cho mình. Đó thì cái phần này nó chính là cái phần hiển thị tiền đấy. Rồi thì đây là mới là cái phần hiển thị thôi đúng không? Mình thì bây giờ thiết lập cái tiền cho người chơi như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ copy thằng này trước nhá. Sang bên main activity. Đấy, mình khai báo dưới này một cái text view là TV coin. Sau đó mình tiến hành mình ánh xạ cho nó. Đấy, rồi xong. Bây giờ đến cái bước quan trọng nhất là cái phần tiền của người chơi. Đấy, thì mình sẽ kích chuột phải vào đây. Các bạn kích chuột phải vào cái object cho mình. Các bạn new cho mình một cái Java class. Mình sẽ đặt tên nó là inform. Info người chơi. Thì cái phần thằng info người chơi sẽ làm nhiệm vụ gì? Nó sẽ làm nhiệm vụ, nó sẽ lấy lưu lại cái tiền mà người chơi đạt được. Đấy, tiền mà người chơi có thể đạt được ấy. Và sau đó thì mỗi lần mở app lên thì cái tiền nó vẫn thế và nó không bị mất đi ấy. Đấy. Thì ở đây mình sẽ khai báo là public in the. Đầu tiên mình sẽ khai báo một biến tiền đã. Tiền người chơi. Ok, mình sẽ khai báo cho nó bằng 100 đi. Đấy, ok chưa? Được chưa? Đó. Sau đó mình sẽ sang bên main, mình sẽ đi từng bước một nhá. Mình sang bên main activity. Đấy, thì cái đoạn này mình sẽ khai báo ra một cái thằng info người chơi. Info người chơi.
Mình sẽ đặt tên là người chơi đi, người chơi đấy, chấm phải này. Sau đó ở hàm init mình sẽ info người chơi bằng new một cái info người chơi đây đấy, chấm phải xong rồi. Xong đấy thì ở trong setup này mình sẽ gọi cái txv coin bằng txv coin nhầm chấm setText đấy, bằng setText bằng một cái chuỗi cộng với lại cái người chơi chấm tiền của người chơi đó. Sau đó mình sẽ copy nguyên cái dòng này nhá, nguyên cái dòng này, nguyên dòng này mình sẽ paste vào trong cái hàng mỗi lần người ta người dùng đâu nhỉ, mỗi lần người ta người người dùng đây, mỗi lần người dùng chọn đúng một màu thì mình sẽ update lại luôn cái thằng tiền người chơi đấy, và cái thằng tiền này của người chơi của mình mỗi lần chọn đúng rồi ạ thì mình sẽ cộng thêm cho nó khoảng tầm 2 tiền đi đấy. Đã. Rồi sau đó bây giờ mình chơi thử nhá, xem được cái gì này. Ồ được chưa, chưa luôn. Wait wait wait, đợi đợi nó một xíu. Ok người chơi, bây giờ ví dụ à, đây mình chọn đúng à, các bạn nhìn thấy không, có vẻ là tiền của mình đang tăng dần lên không. Đấy. Đấy. Ok, nếu vào 9 116 tiền. Nhưng vấn đề là khi mà mình bấm chạy lại. Khi bấm chạy lại thì sao? Ok thì cái tiền này của mình vẫn là 100. Đấy, nó không hề thay đổi. Đúng không? Ok thì bây giờ mình sẽ giải quyết vấn đề làm thế nào để cho cái tiền này lúc nào nó cũng lúc nào mình dành được bao nhiêu tiền thì nó vẫn thế. Đúng không? Đấy thì mình sẽ, nếu như mà các bạn có thể tham khảo kỹ hơn nhá, các bạn tham khảo kỹ hơn ở đây, mình sẽ hướng dẫn qua thôi. Đó là cái phần trên kênh của mình, nó có một cái video, nó có một cái video về hướng dẫn được các cách cái lưu dữ liệu ấy. Nó có một cái lưu dữ liệu của mình không nhớ là để đâu á, từ từ các bạn chờ mình xíu. Nó có, mình có hướng dẫn một cái video hướng dẫn rất chi tiết về cái cách là lưu dữ liệu của cái thằng Android này đấy, thì trong ấy nó có một cái phương thức luôn, thằng Severance đâu nhỉ, đây đó, có một cách lưu dữ liệu thì nó, mình sẽ sử dụng thằng Severance để mình lưu lại cái dữ liệu đấy vào trong máy người chơi, và mỗi lần mà máy người chơi, mỗi lần mình mở cái game mình ra ấy, thì nó vẫn lấy ra từ cái Severance đấy đấy để nó hiển thị ra cho các bạn. Thì đơn giản thôi, ở trong cái phần info người chơi nhá, nếu các bạn có thể rảnh các bạn có thể xem cái video này của mình đấy để hiểu thêm về cái thằng Severance. Thì trong này mình sẽ, đầu tiên mình sẽ khai báo, mình sẽ tạo ra cái biến private string tên file lưu trữ, tên file lưu trữ bằng game info info đấy, ví dụ như này chẳng hạn đấy. Ok rồi sau đó mình sẽ tạo ra một cái hàm public void đi get data đấy, get data ạ. Rồi và tiếp đến nữa là mình sẽ tạo ra một cái hàm là set data, có nghĩa là lưu data đấy. Mình sẽ có hai cái hàm này, thì cái hàm get data sẽ làm nhiệm vụ là nó sẽ lấy ra cái dữ liệu mà mình đã lưu ở trong máy, còn cái set data thì nó sẽ lấy ra, nó sẽ lưu lại cái dữ liệu của mình. Ok thì để thực hiện này thì mình sẽ cần một cái biến, nó biến context, context mình đặt tạm là tên cho nó là ct. Rồi mình nhấn an insert nhé, các bạn nhấn an insert nhầm ở đúng an insert và chọn cho mình cái constructor và truyền vào cái context cho mình đấy. Rồi sau đấy khi ở cái hàm get data mình sẽ làm gì, thì đơn giản thôi, mình sẽ lấy ra cái data mà mình đã lưu vào trong thằng kia, vào trong máy, thì để lấy ra được nhá thì các bạn sẽ sử dụng thằng Severance này, các bạn gõ này SHA Severance đây, chính xác là nó. Rồi mình tạm đặt tên cho nó đi, là tên cho nó tên gì cũng được, bằng context chấm get Severance, mình truyền vào, thứ nhất truyền vào một cái string s. S là gì? S đây nghĩa là cái tên
cái tên tên file mà mình đã lưu lại ấy, và nó sẽ bị để nó biết đường nó lấy ra, đúng không? Đấy, thì ở đây đơn giản thôi, mình sẽ truyền vào cái thằng chính là cái thằng tên file lưu trữ mà mình đã tạo ra. Đấy, tiếp đến là một biến y, nó chính là biến Mozilla Private. Nghĩa là sao? Mozilla Private nôm na là nó sẽ chỉ có app của các bạn đọc được cái dữ liệu mà app của bạn lưu cái thôi, chứ còn những cái app khác mà muốn đọc được dữ liệu của các bạn ấy thì không thể. Đấy, thì đại khái là cái này mình sẽ giải thích qua thôi, chứ mình không 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 thể giải thích sâu được. Đấy, ở trong thì các bạn có thể vào trong này thì nghe mình giải thích sâu hơn về cái thằng đấy. Rồi sau khi mình đã lấy ra được cái server, lôm lao sẽ lấy ra cái dữ liệu trong cái file mình đã lưu có tên là game info, thì trong đấy mình sẽ tiến hành mình lấy ra cái biến tiền người chơi. Đấy, tiền của người chơi thì mình sẽ gọi cái biến tiền người chơi bằng server chấm get in, truyền vào một cái chuỗi, mình sẽ đặt tên đúng với cái chuỗi mà tên biến kia của mình, và mình sẽ truyền vào giá trị tiếp theo là 100. Đấy, ok, thì đây là cách để lấy ra nhá. Đấy, để lấy ra nhá. Tiếp theo đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lưu lại này. Đấy, các bạn cũng copy tương tự thằng này cho mình. Đấy, tương tự thằng này cho mình. Đấy, ok. Rồi, sau đấy xong này. Sau đấy xong nhá. Thì các bạn gọi cho mình một cái thằng editor. À, gọi là editor bằng, à, đặt tên cho nó trước bằng Severin chấm exit. Đó, Severin chấm exit thì cái biến cái Severin chấm exit này nó làm nhiệm vụ gì? Đấy, nó làm nhiệm vụ gì thì lôm la nó sẽ tiến hành nó lưu lấy ra cái file có tên là game info, và nó sẽ lưu lại cái tiền của người chơi lại. Đấy, thông qua một cái câu lệnh, nó là thằng editor chấm put put in này. Đấy, mình truyền vào đúng cái tên của biến người chơi nhá, put in. Đấy, và cái giá trị tiền của người chơi. Đấy, rồi sau đó mình sẽ gọi cái editor chấm apply. Đấy, ok. Đấy, thì nó sẽ tiến hành nó lưu lại cái dữ liệu của người chơi, quyết đi cái tiền của người chơi của mình. Rồi sang bên lại activity thì mình phải sửa lại một chút, đó là trong cái hàm init thì cái chỗ info người chơi các bạn truyền vào cho mình là zip, chính là cái thằng activity này. Và tiếp theo đấy nữa nhá, là mình sẽ gọi cái thằng người chơi chấm get data ra trước. Đấy là cái nhất. Và tiếp theo nữa, ở trong mỗi phần mà khi người chơi chọn đúng rồi đấy, thì mình sẽ gọi là cái người chơi chấm set data để nó lưu lại cái dữ liệu đó. Ok chưa? Rồi nha, bây giờ mình bấm run lại xem được cái gì này. Ok, mình chơi nhá. Tiền của mình đang là mình sẽ chơi cố cho tiền của mình vượt đi. Rồi mình sẽ cho nó dừng. Ok chưa? Hiện tại cái level của mình đang là level 11. Bây giờ bấm thì nó cũng không lên nữa rồi. Đấy, ok. Rồi nhá, sau đấy bây giờ mình run lại sao? Này, các bạn nhìn không? Tiền mình vẫn là 120 này. Đấy, nó không hề bị mất nhá. Bây giờ cả cái mình cứ để cho chết này. 126 nhá các bạn nhớ nhá. Sau bây giờ mình bấm run lại này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy cái tiền của mình không hề thay đổi, vẫn là 126, đúng không? Đó, ok, thì đây là cái phần cái tiền này, về phần tiền.